Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Diễn viên Chi Bảo công khai bạn gái kém 15 tuổi sau ồn ào ly hôn vợ. Chi Bảo được xem là một trong những nam diễn viên đào hoa, nhưng cũng không kém phần lận đận trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên sinh năm 1973 từng kết hôn với một nữ tiếp viên hàng không, nhưng chỉ vài tháng sau thì hai người quyết định ly hôn. Sau đó anh tiếp tục đi thêm bước nữa và có một cậu con trai là Gia Cát, nhưng cũng đổ vỡ trong tiếc nuối. Giữa tháng 10 vừa qua, Chi Bảo gây tò mò khi sánh đôi với người đẹp Lý Thùy Trang tham dự một show thời trang. Khi được hỏi về cô gái đi cùng, nam diễn viên chỉ trả lời rằng đây là bạn của mình. Từ khi vướng nghi án hẹn hò đến nay, Chi Bảo cũng rất kỹ tính khi đăng ảnh chụp cùng Lý Thùy Trang, nhưng anh ít khi dành những lời có cánh dành cho bạn gái. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nam diễn viên đã bất ngờ đăng tải hình ảnh tình bể bình cùng người yêu kém 15 tuổi với nội dung "Cảm ơn vợ tôi". Đây là lần hiếm hoi anh gọi bạn thân 10 năm của Ngọc Trinh là vợ và dành lời ngôn tình cho cô. Đáp lại những lời yêu thương mùi mẫn của nam diễn viên, bạn thân 10 năm của Ngọc Trinh nhắn nhủ: "Vợ là người phụ nữ may mắn vô cùng, cảm ơn chồng". Nếu Chi Bảo có phần hạn chế đăng tải hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của cả hai, thì trên trang cá nhân Lý Thùy Trang không đếm xuể hết những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người từ trong nước ra quốc tế. Thời gian gần đây, Chi Bảo cũng chủ động đưa bạn gái mới tham gia nhiều sự kiện, các buổi tiệc tùng của showbiz như tiệc sinh nhật của Trương Ngọc Ánh, Giáng My. Dù đã chia tay, nhưng Chi Bảo và người vợ thứ hai vẫn rất văn minh. Cách đây không lâu, họ cùng có mặt để đưa cậu con trai chung là Sát Phạm sang Anh du học. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.